Hello, mì phẩm bát cứng xin chào mọi người. Chai nước hoa sang xịn thơm và đặc biệt là nó có chứa năm mùi hương. Ngày hôm nay đây là một cái set nước hoa. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ trao đến những cái niềm vui khác nhau, những mùi hương khác nhau sẽ tạo nên cái sức hấp dẫn, tạo nên sự trẻ trung, tạo nên sự năng động và tạo nên sự gọi là truyền cảm hứng đó mọi người. Dòng sản phẩm này được thiết kế như những cái chai nước hoa nhỏ nhỏ như thế này, như ngón tay như này, chúng ta có thể bỏ vào túi xách để mang đi khắp mọi nơi và hương thơm của chúng ta sẽ lan tỏa được rất là nhiều nơi. Và dòng sản phẩm này là vòi xịt phun sương giúp cho sản phẩm được lan tỏa đều hơn và xịt lên nó đơn giản hơn. Độ lưu hương của này thì khá lâu, tầm là từ 4 đến 5 tiếng, đối với trên quần áo thì 6 đến 8 tiếng. Đây thiệt sự là cái mùi nước hoa này thì không thể nào mà cưỡng lại được. Bởi vì sao? Bởi vì cái em này á là nó sẽ có rất là nhiều mùi hương trái cây, rồi những cái mùi hương Into the Night nè, những cái mùi hương gọi là em rất là mê ở trong này. Thật sự năm cái chai này là cái mùi nào cũng rất là sang chảnh, rất là đặc biệt và kiểu như là nó phù hợp cho mỗi ngày, mỗi công việc, mỗi lúc của chúng ta, khi mà chúng ta cần xịt lên, cần có một mùi hương gì đó khác biệt, cần có một mùi hương gì đó thay đổi, cần có một mùi hương nào đó làm cho chúng ta thoải mái, thì đây là set nước hoa thần thánh và sẽ giúp cho những anh chị em nào sử dụng nó cảm thấy rất là tuyệt vời và hấp dẫn trong những cái ngày cực kỳ là tuyệt vời nha. Sản phẩm này là chính hãng 100%, cái mùi của nó rất là ngọt ngào. Cái dòng sản phẩm này là luôn tạo sự tươi mới cho cái mùi hương. Dòng sản phẩm này khi mà em tung ra thì rất là nhiều anh chị rất là thích, tại vì lúc trước em có bán cái chai Into the Night này, chai 75ml mọi người, 50ml và 75ml gì đó đó. Nhưng mà hôm nay nó có một set như này, nó có nhiều mùi nữa, chúng ta sẽ được lựa chọn mùi là mỗi ngày chúng ta mua một set này, chúng ta xịt thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, sáu đó, trời ơi xịt mùi nào cũng được, tùy theo mình thích mà giá thành cũng rẻ nữa. Cái chai này à, xài rất là lâu hết, bởi vì một ngón tay này mỗi lần chúng ta xịt đến chút tí à là nó thơm miết cả ngày luôn. Mà lỡ mà kiểu như là gần người yêu hoặc là gần chồng của mình đó, kiểu bay cái mùi thực sự là mê mẩn luôn nha mọi người. Hãy nhanh tay đặt hàng qua số điện thoại online của bên em là 0356605677 hoặc là 0355838057 hoặc là 0773339279. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem cái channel ngày hôm nay. Rất là vui để mà review những dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng và đem đến những cái sản phẩm thực sự là thích thú cho người tiêu dùng. Nhanh tay, Facebook của em là Facebook Trần Thị Alice, chuyên sĩ mỹ phẩm. Nhớ liên hệ cho em sớm nhất nha. Bye bye.